Để theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ hôm nay sẽ làm cái hướng dẫn nhanh demo một câu chạy. Thì đây là một cái câu để chạy ngón cái lúc mà cái ca sĩ đang ngân dài. Ví dụ như là chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái câu chạy mình sẽ sử dụng tông đô trưởng để mà ví dụ. Thì ví dụ như mình có cái câu chạy của nó là như thế này: đô, si, son, rê. Thì mình có thể bắt đầu từ nhiều lần, có thể lặp lại cái câu này nhiều lần. Đô, si, son, rê, đô, si, son, rê, đô, si, son, rê. Còn xong rồi cái câu này á, thật ra nó có rất là nhiều cái cách để mà nó sử dụng trong nhiều hợp âm. Ví dụ như là hoặc là tức là sử dụng cho các hợp âm trong tông độ trưởng, ngoại trừ hàng ngày nó hơi giỏi một chút xíu, nhưng mà nó vẫn trên lý thuyết thì nó vẫn sử dụng được. Ví dụ mà mình sẽ áp dụng cái câu này vào bài hát Tháng Tư Lại Nói Dối, hoặc là bài Phía Sau Một Cô Gái.